Nữ diễn viên Phương Anh cùng ông xã doanh nhân Sắc Bình khiến người hâm mộ rần rần khi mới đây đã chính thức khoe ảnh hạ sinh cặp song sinh thành công. Dân tình thi nhau chúc mừng đứng ngồi không yên trước ảnh đầu lòng. Sáng ngày 14 tháng 5, nữ diễn viên Phương Anh đã có bài đăng thông báo hạ sinh cặp rồng con thành công trên trang cá nhân. Bà xã Sắc Bình gửi lời cảm ơn đến hai thiên thần bé nhỏ, gửi lời yêu thương và trân trọng khoảnh khắc đầy thiêng liêng này. Dân tình ngay lập tức đứng ngồi không yên, rần rần chúc mừng Quỳnh búp bê, mừng cho gia đình đón thêm hai thành viên mới. Nữ diễn viên tiết lộ tên ở nhà của hai em bé vừa chào đời là Jimmy và Jenny, đồng thời nhắn gửi các con: "Vậy là mẹ con mình đã xuất sắc hoàn thành chặng đầu tiên. Cảm ơn hai con yêu đã luôn hợp tác để mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và đầy ý nghĩa. Hành trình sắp tới còn rất dài, mẹ con mình cùng nhau cố gắng nha." Theo một nguồn tin, Phương Anh sinh đôi một trai một gái cách đây ít ngày bằng phương pháp sinh mổ. Ông xã cô doanh nhân Nguyễn Hòa Bình luôn túc trực bên ba mẹ con. Anh hạnh phúc vì vợ đã vượt cạn thành công sau thai kỳ vất vả. Hai con khỏe mạnh và vô cùng xinh xắn. Nữ diễn viên công khai thông tin mang thai đôi hồi đầu tháng 11 năm 2023. Sau 3 tháng vất vả vì ốm nghén, có sức khỏe tốt nên thường xuyên vào bếp nấu nướng, phát triển kênh TikTok về nấu ăn với gần 1 triệu người theo dõi, đồng thời điều hành công việc kinh doanh riêng. Ở tháng cuối thai kỳ, Phương Anh tăng hơn 20 kg so với thời son rỗi, cơ thể nặng nề nhưng vẫn nhận lời xuất hiện trong phim ngắn Vũ trụ VFC ngoại truyện cùng Quách Thu Phương, Đoạn Quốc Đam. Hồi tháng 4, Phương Anh nói đã sắm sửa đầy đủ đồ dùng cần thiết để chào đón hai con như củi, bỉm, xe đẩy, máy hút, pha và hâm sữa, thảm chơi giúp kích thích thị giác. Hai vợ chồng Phương Anh cũng không ngại công khai chuyện có con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF. Theo Phương anh mang song thai bằng IVF nhé, sinh con theo ý muốn. Bây giờ mọi người cũng quan tâm đến điều này lắm. Nhưng mà để khi nào hai con cứng cáp thì anh sẽ chia sẻ nhiều hơn về hành trình IVF của anh nha. Anh thấy nhiều chị em cũng vất vả với hành trình IVF nên sẽ chia sẻ khi có dịp. Thụ tinh nhân tạo IVF là phương pháp được nhiều nghệ sĩ Việt sử dụng. Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ cũng cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện mang thai bằng phương pháp này như Minh Hằng, Hot Girl Sam. Phương Anh làm thủ tục kết hôn với Sắc Bình tại Phủ Lý, Hà Nội hồi tháng 6 sau một năm hẹn hò. Cuối tháng 7, họ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ vu quy. Ông xã nữ diễn viên tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm chủ tịch một tập đoàn về công nghệ. Anh nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Sắc Bình. Phương Anh sinh năm 1989 ở Hà Nam, từng là người mẫu trước khi trở thành diễn viên. Cô nổi tiếng qua các phim truyền hình như Hoa Bay, Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Gái Già Xì Tin, Ngược Chiều Nước Mắt, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân. Trước khi hạnh phúc như hiện tại, cô từng bị nhiều người chế giễu khi dính tin đồn là kẻ thứ ba của Sắc Bình cùng vợ cũ Đào Lan Hương. Đến hiện tại, Phương Anh và Sắc Bình vẫn chưa tổ chức lễ cưới dù trước đó đã lên kế hoạch rõ ràng. Lý do được biết đến là vì cả hai muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc thai nhi tốt nhất. Hiện tại, sau khi hạ sinh thành công, các fan đều đang rất mong chờ cả hai sớm có cho nhau một hôn lễ chính thức.